Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với các tin tức trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Theo một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 2.500.000 tỷ đồng, tương đương hơn 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cùng kỳ cao nhất kể từ năm 2015 và tăng hơn 28,3% so với cùng kỳ 2019 trước thời điểm dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó là nhiều tín hiệu tích cực khác, trong đó phải kể đến triển vọng 100% số doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam kinh doanh có lãi trong năm nay. Trong số đó có tới 60% doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động ở thị trường trong vòng 1-2 năm tới, theo một khảo sát của Jeju. Các điều kiện thuận lợi đang góp phần thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho các nhà bán lẻ, giúp họ phục hồi sau đại dịch, tiến tới khởi động các thương vụ mới. Theo Bộ Công Thương, trong dài hạn, giá trị của thị trường bán lẻ tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng 2,5 lần, ước đạt 350 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Người tiêu dùng Việt Nam rất nhạy cảm với những thay đổi về giá, nên việc xác định đúng mức giá hàng bán là vô cùng quan trọng. Lời khuyên cho các nhà bán lẻ đó là họ có thể bắt đầu với việc triển khai thử nghiệm A trên B, thiết lập các thử nghiệm đánh giá tại các điểm bán khác nhau theo các khung thời gian cụ thể, sẽ cung cấp dữ liệu giúp cho việc phân tích các tác động tiềm năng đối với doanh số. Một giải pháp khác có phần khó thực hiện hơn đó là xây dựng các mô hình cụ thể giúp so sánh nhu cầu tự nhiên khi có khuyến mãi đối với mỗi loại hình sản phẩm và gian hàng. Theo đó, các nhãn hiệu có thể xem xét các kịch bản thay thế và đánh giá tác động của việc triển khai hoặc không triển khai một chương trình khuyến mãi. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tính bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ 2022. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm dần. Điểm đáng chú ý chính là giá điện chỉ đóng góp mức tăng 0,1% trong tổng mức tăng này. Theo báo cáo cho thấy, CPI tháng 1 tăng cao nhất với 4,89%, tháng 2 tăng 4,31%, tháng 3 tăng 3,35%, tháng 4 tăng 2,81%, tháng 5 tăng 2,43% và đến tháng 6 mức tăng còn 2%. Trong đó, thống kê qua 6 tháng đầu năm, do nhu cầu sử dụng điện tăng vì thời tiết nắng nóng, giá điện sinh hoạt tăng 3,12% và EVN quyết định tăng giá điện lên 3%. Cái điểm này đã tác động đến điểm tăng của CPI là 0,1%. Ngoài ra, tính chung bình quân nửa đầu năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân đã tiếp tục giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái, hiện đang ở mức 8,6% một năm. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn gia tăng thêm ưu đãi, có các gói vay mới lãi suất thấp hơn, hướng đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp cần nguồn vốn phục hồi kinh doanh, sản xuất. Các gói ưu đãi này đang thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm tùy nhóm. Để có thêm điều kiện hạ lãi suất cho vay, các ngân hàng đang có kế hoạch tiết giảm nhiều chi phí hoạt động, qua đó hỗ trợ thêm doanh nghiệp về phí dịch vụ chuyển tiền hay giảm phí thanh toán xuất nhập khẩu. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tới năm 2030, cả nước sẽ có 30 cảng hàng không, sân bay. Đây cũng là quy hoạch cuối cùng trong 5 chuyên ngành giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch này sẽ làm thay đổi lớn về diện mạo hạ tầng hàng không, thúc đẩy kinh tế phát triển. Các chuyên gia nhận định, hàng không là ngành đặc thù với suất đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn lâu hơn nhiều so với các công trình giao thông khác. Do đó, việc cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật, tạo cơ chế hấp dẫn sẽ dễ dàng hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật lúc 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.